Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bông Tai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Đến hàng này lên qua xứ Ngọc Thành, tọa lạc tại số 7 đường Thạnh Lộc 12, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục giao lưu với các bạn lô xứ hạt và xứ ghép. Để khi mà xem phim, các bạn thấy em nào phù hợp với mình thì vui lòng liên hệ với cô Thanh tại số điện thoại là 0985064780, 0985064780 vừa qua. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ gặp lại cô Thanh quen thuộc để cô Thanh chia sẻ mặt bông từ cây một cũng như báo giá để cho các bạn có sự lựa chọn các bạn ha. Rồi chào Thanh. Dạ xin chào chú Năm ạ, chào cô chú bác anh chị trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay hoa xứ Ngọc Thanh xin giới thiệu đến là lô những cây xứ hạt lai rất là nhiều màu sắc và một vài cây xứ ghép, có thêm xứ kim tự tháp nữa ạ. Vườn có ship cây đi toàn quốc ạ. Riêng cô chú bác anh chị thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể ship bằng hình thức sơ ôm nguyên chậu như thế này thì mình nhận cây là chơi liền được luôn, cây rất là ổn. Còn ở tỉnh thì mình ship sẽ nhổ cây, còn nếu mà mình ship nguyên bầu thì mình sẽ phụ thu thêm phí. Nếu mà mua từ 5 cây trở lên thì phải được bao ship nhổ cây. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc thôi. Dạ, đầu tiên là cây xứ hạt lai. Đây là cây xứ hạt lai. Cây này trồng lâu rồi, hơn 5 năm rồi. Cái củ nó rất là già luôn và cái dáng của nó có dáng quái. Mặt bông này hồng cánh sen đậm. Cây bông này đã nở được nửa tháng nay rồi á. Cái mặt bông, màu bông này nó giữ màu rất là lâu nè, cánh dày. Tuy nở được nửa tháng mà cây vẫn còn rất là nhiều nụ con nè. Rất là nhiều nụ chưa nở. Cây sứ nở nối nụ rất là lâu ha, nở được cả tháng luôn đó. Này, cây bông rất là nổi màu ha. Cây này có mã số là cây F1. Cây hạt lai F1 có giá là 400.000. 400.000. Dạ. Cây này màu rất là nổi luôn ha, nở rất là lâu tàn. Cây này là cây F3 ha. Cây mã số này là F3. F3 là một cây cánh đơn, cây hạt cánh đơn màu đỏ nhung. Màu đỏ mà từ trong bên trong nó cũng đỏ luôn nè, cánh dày luôn. Cây F3, cây này có giá là 100.000. 100.000. Đây là dòng xứ hạt lai các bạn nha, xứ zin. Có những cây này là những cây mini nhỏ nhỏ mình ra cái chậu như thế này, cây nó rất là dễ thương ha. Cây như cái cây này là cây mã cây số 1 đi. Cây này số 1 có giá 50.000. Cây số 3, cây này cũng 50.000. Cây số 2, cây mini, cây số 2, cây này có bông 3 lớp, bông to, hai hoa bói nên nở hoa lần đầu. Cây này có giá là 120. Cây bông nhìn như có bông hồng rất là dễ thương luôn. Cây này cây số 4 cũng là một cây 3 lớp luôn, bông màu hồng 3 lớp, bông tròn xe rất là dễ thương luôn. Số 4 có giá 120. 120. Số 5 là cây mini nữa, là cây mini bông màu tím. Màu tím tí nó bé xíu mà nụ quá trời nụ luôn. Cái nụ không cây nhỏ xíu vậy nụ. Dạ, ừ. Nhìn rất là dễ thương luôn. Này có 2 tấc hơn, 2 tấc chút xíu. Đẹp hơn. Dạ, này nhìn rất là cưng luôn ha. Cây hạt la nó có đặc điểm là mình cắt, khi mình cắt xả tàn thì nó mọc lên vẫn là chính nó và nó sẽ đâm tàn xung xê nhiều hơn ha. Cây số 5, cây này có giá 50.000. 50.000. Cây mã số F2 là một cây hạt củ già. Cây này đã trồng lâu rồi nha. Củ rất là già luôn, nhìn cái màu củ rất là già và chắc khỏe luôn nè, cứng nhắc luôn. Cây này đã xả tàn, nó phân tàn quá trời luôn nè, xung xê. Cây F2 màu đỏ, lá kim có giá 250. Còn cây kim tự tháp này quên. Một cây kim tử tháp mã số A2. Cây kim tử tháp này cũng gieo từ hạt lên ha, rất là chắc khỏe luôn, củ nó già luôn nè. Tàn thì xum xuê, kim tử tháp nó có nhiều loại. Cái loại này là siêu hoa ha, hoa nở rất là rộ và nở hay nở bông lắm, nở liên tục. Đã nở bông được nửa tháng nay rồi mà nó còn đang lên nụ con, quá trời nụ con luôn nè. Nụ con này, nụ con quá trời nụ con đang lên. Cây này là dòng này là dòng siêu hoa nha. Hoành củ là 55, chiều cao là 40, tán ngang là 40. Cây kim tự tháp mã số A2 có giá là 1.400.000. 1.400.000. Là dòng siêu hoa già. Cây này là cây xứ zin kỳ duyên. Kỳ duyên, dạ, hàng zin. Cây này là cây hàng chiếc zin nha. Cái này là loại trồng nhánh hả? Dạ đúng rồi, cái hoành củ tới 50 lận đó. Chiều cao này thì chắc khoảng 70 luôn,
mấy 70 à? Tầm đó, đúng rồi. Dạ, cái mặt bông của nó đây. Cái tầm là khoảng 70. Mặt bông màu hồng phấn rất là dễ thương, 3 lớp. Đây là cây kim tự tháp. Phải kim bông. Cây kỳ duyên. Kỳ duyên. Cây kỳ duyên số 1. Cây kỳ duyên số 1 đã sang chậu rồi. Cái này cô chú bác anh chị ở Sài Gòn thì mình tới mua chậu nguyên chậu này về chơi Tết luôn ha. Cây này có giá là 350. 350 một chậu. À, cây kỳ duyên. Dạ. Cây bông số 6, cây hạt số 6. Cây bông màu hồng này nở cũng là nửa tháng này đẹp thì không có gì. Dạ, bỏ trên sân thượng giờ mới để ý thôi. Cây số 6. Cây này có giá là 350 nha. 350. Nó là kiểu lên một cốt cao nè. Cái củ rất là to luôn. Cây này là F5A. Mã số là F5A, màu hồng gân. Cây này củ già rồi ha, cây củ rất là chắc luôn nè. Cây bông này mình cây hạt lai mình trồng càng lâu nó càng đẹp. Cái cánh cái bông này nó lạ lạ này, nó có tới 6 cánh. Bình thường là 5 cánh thôi, cái này nó có 6 cánh. Cây này có giá là 450. 450. Dạ, củ rất là già và chắc khỏe. Cây F5, cây này có tàn rất là đẹp luôn nha. Một cái tàn lên và ở dưới này là có 4-5 nhánh xòe ra, 4-6 nhánh luôn xòe ra. Cái củ của nó cũng rất là đẹp luôn. Cây F5, cái chùm nụ thì quá trời nụ luôn. Cây này rộ bông ha, trắng viền hồng. Cây F5 có giá 150. 150, cây F5, mang dạ. Mã số F5, 150. Một chùm nụ này, cái này là chơi Tết được nè. Cái ở dưới này cũng còn nguyên một chùm nụ chưa nở. Cái năm 150. Cây mã số F6 là cây đỏ 3 lớp. À, nó có cái viền màu tím tím ở bên ngoài ha. À. F6 cũng còn nguyên cái chùm nụ chưa nở này, nụ con quá trời. Cây hạt lai thì nó nở bông, nó rất là dễ nở bông, nó nở bông hoài luôn. F6, cây này có giá 150 luôn. 150. F7 một cây bông cánh đơn đã xả tàn rồi ha, nó ngắn lại nó đâm tàn quá trời luôn. Cây bông nhỏ li ti rất dễ thương, cây F7. Cây này có giá là 100.000. Cây mã số là F2A. Rồi mã số bên này nó hơi lộn xộn. F2A một cây màu đỏ rất là đẹp luôn nè. Đỏ đậm ha. Hơi lem một chút. Cánh của nó cái lá của nó nhọn dài. F2A cây này có giá 250, củ già luôn nha. 250 là to và chắc khỏe luôn, củ già. Cây mã số F8 là một cây bông kép. Đây cây bông kép, bông này màu hồng nha. Cái củ rất là to luôn nè. Củ rất là to. Bông hồng như cái bông hồng luôn ha. Cây F8. Cây này có giá là 160. 160. Cây F9 là một cây hạt củ già. Củ già. Củ già, cây này nó trồng hơn 7 năm rồi đó. Bông của nó là màu hồng gân. Cây này cũng nở bông lâu lắm rồi. Cây này bỏ trên sân thượng giờ mới lên coi ngó thấy. F9 có giá là 400.000. F10. F10 là một cây củ già. Bông màu hồng. Những cái cây xứ hạt mình trồng càng lâu thì bông nó càng đẹp và nó càng sai bông ha. F10 có giá là 150 nha. F11. Đây, F11. Màu rất là tươi sáng luôn. Cây này có giá là 200.000. 200.000. Dạ, củ già luôn nè. F12 là một cây giáng quái. Bông màu hồng, màu kem á. Màu kem, màu vàng kem nè. Ở trong cái vị màu vàng, ngoài màu kem, cái viền nó hơi phớt hồng. F12 củ giáng quái ha, củ già. Cây này có giá là 300.000. Mình xoay ha. Cây này đang lên nụ con. Còn rất là nhiều nụ con đang lên. Thơm. Cây này thơm.
Thơm không? Cái này thơm. Thì không thơm. À, cây trắng đó thôi. Dạ, cây này thì bông nở sao riêng luôn, nở quá trời luôn. Cây này là F12A. F12A cũng là một cây trắng củ già. Cây này xứ thơm các bạn, thơm lắm. Dạ, cây bông này có hương thơm. F12A cây này có giá 150. 150. F13. Một cây bông màu hồng, size bông rất là to luôn. Cây này cũng củ ở dưới này rất là to nha. Cứng cái chậu, chậu này là chậu chín lớn đó. Cứng chậu luôn rồi, củ này rất là bự luôn. Cây, chiếc cây có rất là nhiều nụ đây. Còn nguyên một cái chùm nụ đang ra nữa nè. Cây F13, cây này có giá là 200 ngàn. 200. F14, một cây bông 1, 2, 3, 4. Cây này 4 lớp luôn nè. 1, 2, 3, 4 lớp màu đỏ tươi. 4 lớp. Dạ, cây bông 4 lớp nhìn rất là dày, màu đỏ tươi. F14, một cây đỏ tươi 4 lớp, bông tròn. Cây này có giá là 250. F15 là một cây bông màu đỏ nhung viền đen 3 lớp. Đỏ nhung viền đen ha. Bên dưới này có rất là nhiều nhánh đang phân tàn ra. Cây F15. Cây này có giá là 200 ngàn. F16. Cây bông màu rất là dễ thương luôn ha. Màu sáng bông và có nguyên cái chùm nụ còn chưa nở. Cây này là F16. Cây này có giá là 180. Bông rất là đẹp ha, gân rất là đẹp. F17. Cây bông này nhìn giống như là gần giống như kim lân. Cây màu trắng hồng 3 lớp, gần 4 lớp luôn. Cây này có giá là 17, có giá là 150. 150. F17 150 ha, bông cánh kép rất là đẹp luôn ha. Cây này là cây gieo từ hạt lên. Rất là khỏe. F18, một cây bông màu đỏ 2 lớp. Đỏ mới nở có cái viền hơi tím bên ngoài. Các cây ở đây là đang lên chùm nụ rất là nhiều ha. Mình mua về là nó đến Tết là nở luôn đó. F18, cây này có giá là 120. F19 là một cây bông trắng, rất là sáng bông luôn. Trắng là có cái sọc hồng, nụ rất là nhiều luôn, quá trời nụ luôn. Cái cây này củ rất là to nha, phân tàn xung xuê. F19, cây này có giá là 100 ngàn. 100 ngàn luôn ha, bông rất là sáng luôn. F20, một cây bông cánh đơn màu đỏ rất là sáng bông, từ ở bên trong là trắng, bên ngoài màu đỏ. Cây F20, cây này có giá là 60 ngàn. 60. Dạ, cây bông rất là sáng bông ha. F21, cây bông 2 lớp, gân rất là nhiều luôn, quá trời gân luôn. F21, cây này có giá 70 ngàn. Cây mã số F22 là một cây bông cánh đơn. Cây bông cánh đơn nè, cây mặt bông rất là nổi bật ha. Cái chùm nụ quá trời nụ luôn, còn rất là nhiều nụ đang sắp nở. F22, cây hạt là nó nở bông quanh năm luôn. Củ bên dưới này to nha. F22, cây này có giá là 70 ngàn. F23, cây bông 2 lớp, đã xả tàn, rất là dễ thương luôn. Mini ha, về trồng cái chậu xứ nhỏ nhỏ rất là dễ thương. F23, cây này có giá là 70 ngàn. F24 là một cây bông cánh đơn màu hồng, nụ quá trời luôn, nụ con quá trời ha. F24, cây này có giá là 100 ngàn, 3 lớp. F25, mặt bông rất là dễ thương luôn. Đây, bông này. À, cái này là màu hồng viền tím, nó có gân chạy từ bên trong ra. Cây này đã trồng lâu đây, mấy cây hạt này đã trồng là cũng phải là 3 năm rồi đó. F25, cây này có giá là 150 nha.
150. Bông này rộ và rất là đẹp luôn, có viền tím. F26, một cái bông cánh đơn, cánh rất là dày ha, đỏ nhung. Đỏ nhung, nhìn gần giống như ruby á ha. Này, cô thích, cô chú bác anh chị thích chơi dòng cánh đơn màu đỏ thì đây. Màu đỏ nhung rất là đẹp luôn và còn rất nhiều nụ chưa nở. Cây F26. Cây này có giá là 70.000. F29. F27 đây. F27 là một cây bông cánh kép 3 lớp màu hồng. Cây có tàn rất là đẹp ha. Cái tàn tự nhiên của cây đó. Củ bên dưới này to nha. F27. Cây này có giá là 120. Cứng chậu luôn đây nè. F28. Một cây bông màu hồng 3 lớp size bông to. Cây phân tàn tự nhiên đều luôn ha. Củ to, bị củ bên dưới này rất là cứng chọc rồi đó. F28 màu hồng 3 lớp. Cây này có giá là 120. 29. F29 là một cây bông 3 lớp, cây này gần bông gần tàn rồi. Trắng viền hồng. F29, cây này có giá 150. F30. Trắng hồng, chùm nụ, quá trời nụ luôn, còn nhiều nụ chưa nở đây, quá trời nụ chưa nở luôn. Cây phân tàn xòe, rất là nhiều nhánh ha. F30, cây này có giá là 150. F31, cây bông màu hồng 2 lớp, rất là sai bông luôn, nụ, còn quá trời nụ đang nở đây. Các bông mình nụ như thế này, mình nở ra mình biết mặt bông thì mới biết là bông nó như thế nào ha. F31, cây này có giá là 150. À, cây đang nụ to rất là nhiều và còn nụ con đang ra nữa nè. Đây là combo. 10 cây. Đây là bộ combo 10 cây. Combo 10 cây 380 bao ship chỗ cây nha. Đầu tiên là một cây cánh kép. Cây củ già, củ to luôn ha. Cây cánh kép phân tàn đều quá trời. Mình lâu lâu mình sẽ có combo bán giá rẻ để cô chú bác anh chị chơi ha. Đây nữa, một cây bông màu hồng gân. Cái cây số 2. Yeah. Rồi. Combo 10. 10 số cây. 3 là một cây bông màu đỏ. Số 3. Rồi, sau đó là cây bông số 4. Rất là dễ thương luôn ha. Cái cánh của nó nhúng và còn chùm nụ chưa nở nè. Số 5 đây này. Số 5 bông này. Bông màu đỏ. Cái số 6. Một cây 2 lớp màu tím. Số 6, cái này số 7. Số 8 là một cây 2 lớp gân hồng. Số 8 đây. Đây, cây này. Số 9. Màu đỏ tươi. Số 10. Số 10. Có sọc. Hồng sọc đây. Cái tàn cũng rất là đẹp nha. Các củ này đã tàn rất là đẹp. 10 cây 380 bao ship nhỏ cây ha. Combo này cây rất là rẻ, đã cây này đã trồng là được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi đó. F32. F32 là cây bông màu hồng, nó có tím, vừa hồng vừa tím. Rồi, cây vành tím. Cây đang rất nhiều nụ luôn, quá trời nụ. Cây phân tàn đều. F32, cây này có giá 150. F33 một cây dáng quái ha, dáng nó hơi nghiêng nè. Cái này thì mình vô cái chậu sành rất là đẹp luôn. Cây này thì nụ quá trời luôn, nụ rất là nhiều nụ. Bông rất là sáng bông ha. Nụ thì rất là nhiều luôn. Đây sắp sửa rổ bông luôn nè. Cây này thì nó hổng giờ là nó nở bông miết luôn đó. F33, cây này có giá là 90.000. 90. F34 màu hồng 3 lớp có trắng vệt. À, cây bông rất dễ thương luôn ha. Lá đây, lá của nó dày lắm. Cây F34, cây này có giá là 160. 160.
F35, một cây bông cánh đơn. Màu cũng đẹp ha. Dạ, cái sọc, cái sáng bông ha, cái sọc của nó từ trong nó chảy ra ngoài. Và nguyên một cái chùm nụ này, cây này rổ bông này, quá trời nụ. Và đồng thời nó còn nguyên một nụ con, chùm nụ con đang ra đây nữa nè. F35, cây này có giá là 100.000. 100.000. Dạ. F36 là một cây hạt củ già. Cái mặt bông rất là dễ thương ha, cây này có đổi màu nha. Mới nở bông thì nó sẽ có cái màu sáng như thế này nè. Mới nở bông là nó sẽ có màu kim. Sau khi nở xong vài ngày thì nó sẽ chuyển sang màu hồng phấn. Rồi, F36 đổi bông, cây chuyển màu. Cây này có giá là 120. 120. Cây này có hai màu nha. F37 là một cây bông cánh kép màu hồng. Hai lớp gân. Hồng gân hai lớp. Cây có nguyên một chùm nụ đang ra ở đây nữa nè. Cây mã số 37, cây này có giá là 120. 120. Cây này là cây zin kim lân nha. Cây zin kim lân mình chiết bút chì ha. Cây này thật ra là một cây của nó đó mình chiết á, rất là nhiều nhánh luôn. Mặt bông kim lân 3 lớp. Cây kim lân chiết zin, cây này có giá là 200.000. Mặt bông có hương thơm ha. Mình có xứ ghép nữa, cái xứ ghép này là chưa có ra chậu ha. Xứ ghép. Đây mình ra chậu rồi rất là đẹp nha. Cây về cái này đi ha. Cây này có ghép hai màu. Cây này là bông này là lạc long quân. Lạc long quân rất là rổ bông ha. Và bên này là long thành màu đỏ tươi 3 lớp. Cây này có hai mặt bông. Cây đang có rất là nhiều nụ, cái này mình mua về chơi Tết được ha. Nhưng mà mình xếp nguyên chậu. Chứ còn nếu mà xếp tỉnh thì nhiều khi mình sợ động rễ nó sẽ rụng nụ á. Mình tiếp ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì cái cây này mình chơi rất là đẹp luôn. À, cây này mã số là 12. Cây này có giá là 180. 180. Cái bút phá đâu ạ? Cây này là cây ghép bông màu tím. Cái củ của nó rất là dễ thương, hai củ nó đã được tỉa rễ gọn gàng rồi. Cây này mình đánh số là cây số 11 nha. Cây ghép 11. Bông màu tím cánh đơn, rất rộ bông luôn. Đây, nụ nó đang ra nụ con quá trời luôn. Cây mã số 11. Cây này có giá là 170. 170. Xứ hạt lai. Xứ hạt lai F38. Cây này có 3 lớp bông ha, hồng sọc. Cây này có giá là 150, F38 150, củ to. F39 là một cây hạt củ già, rất là chắc luôn nè. Cây phân tàn tự nhiên. F39, cây này có giá là 120. Đây là cái cây mini ha. Cây này nó là mã số là D26. Cây bông của nó màu đen luôn nè. Tím đen. Nửa đen nửa đỏ chú ha. Nửa đen nửa đỏ. Dạ. Cây này mã số là D26. Cây này có giá là 150. 150. Cái màu bông này nó nhìn nó lạ lạ ha. Cách đây là các cây mini nha. Cái cây mini nhỏ nhỏ nè. F42 là một cây bông 3 lớp trắng viền hồng, hoa bói nở hoa lần đầu tiên ha. 3 lớp nè, rất là dễ thương luôn. F42, cây này có giá là 120. 120. 41 là một cây bông màu hồng. Màu hồng rất là dễ thương luôn, màu hồng phấn này. 3 lớp. Cây này có giá 120. 120. F41. F43 trắng 2 lớp. F43 là một cây mini trắng 2 lớp có giá 70.000. 70. F46 trắng viền hồng.
Cây này có giá 70.000. F44. Cây này 3 lớp ha. Chùm nụ quá trời nụ sắp nở nè. F44, cây này có giá 120. Là cái cây mini này rất dễ thương nha. Đây là một cây kỳ duyên nữa. Kỳ duyên. Kỳ duyên là cây này là cây sứ kiếp dinh nha. Bông nó màu hồng 3 lớp. Cây này thì đang nụ nè. Cái này mình về mình chơi Tết được đây. Nụ. Cây kỳ duyên lúc nãy cũng đang lên nụ nhiều lắm. Cây mã số 5. Cây này có hành củ là 50. Đây mình xoay ha. Cây này là chiếc zin nha. Chiếc củ rất là to luôn. Hành là 50. Cây số 5. Cây này có giá là 350. 350. Cây này mới sang chợ luôn á. F48, một cây bông màu đỏ 3 lớp. Xoay bông rất là to rồi. Màu đỏ 3 lớp và rất là nhiều nụ. F48, cây này có giá 150. Cây này mã số là D8, D28. Bông rất là rộ luôn. Màu hồng ngân ha, cây này có giá 50.000. F49, màu đỏ 2 lớp cánh nhọn. F49 có giá 120. Rất cây ở đây nè, nụ còn rất là nhiều nụ ha. F50, một cây bông 2 lớp chuyển màu. Mới nở là có màu vàng kem kem, sau đó chuyển sang màu hồng trắng. F50. Cây này có giá là 100.000, đã cách xả tàn, cây phân tàn rất là đẹp luôn. Cây này cũ già ha. Cây này trồng vô cái chậu xanh rất là đẹp luôn. F51 là một cây dáng nghiêng. Đây, đậu đổ nghiêng nghiêng. F51, cây bông này, cây bông của nó cũng nó đổi chuyển màu á. Nó cũng có hai cái màu. Còn chùm nụ rất là nhiều, nụ chưa nở và các cái nụ con đang ra ở đây. F51, cây này có giá là 90.000. 90.000. Cái cây này là mình đã xả tàn rồi. Ăn lùng. Lùm lùm. Đây. Cây này là F52. F52 rất là xum xê luôn. Bông 3 lớp. Cây này có giá là 100.000. F53. Cây bông cánh đơn. Có gân hồng chạy từ trong ra. F53 có chùm nụ đây. Cây này có giá là 90.000. Các cây này già rồi ha, mình trồng lâu rồi mình xả tàn xuống cho nó lùng lại đó. F54 là cây cánh đơn, tàn xung xê ha. Cây này có giá 70.000. F55 cũng một cây cánh đơn luôn, tàn xung xê luôn, cũng 70.000 luôn ha. Mình mua cái này một cặp về mình ra chậu chơi rất là đẹp luôn. F56 là cây bông, xoay bông rất là to ha. Xoay bông rất là to luôn. Thân của nó có bị sẹo ở đây ha. Cây này có giá là 50.000. 50.000. Sẹo đã khô lành không sao hết. Bông rất là to luôn, sáng bông. F57 là cây bông 2 lớp. Hồng gân, gân cây này nhiều ha, ra và rất là đậm, gân đậm luôn. F57 cây này có giá là 100.000. 58. Hồng 3 lớp, bông tròn, tròn xe luôn. Đây, đây cũng chùm bông quá trời luôn. Cây F58, cây này có giá là 180. Xoay bông rất là đều ha. F58B, cái đây là cây hạt củ già. Đây, màu hồng phấn rất là dễ thương luôn. Cây này có giá là 100.000. 100.000. F59. Cây này đẹp nè. Cái bộ cụ rễ của nó quái nhìn dễ thương ha. F58. F58A ha, mã số là F58A. Mỗi cây đều có mã số. Khi mình mua cây mình kiểm tra cái mã số cây luôn ha. Cây này có giá là 300.000. 300.000.
Cây này mình về mình sang cái chậu kiểu rất là đẹp luôn á. Bông màu hồng gân. F41 là một cây bông màu tím gân. Đây F41 gân tím, lá kim. Cây còn rất là nhiều nụ, nụ đang nở. F41. Cây này có giá là 150. 150. F58C, một cây bông cánh đơn. Cây củ già đã xả tàn. Bông dễ thương ha. Cây này có giá 50.000. Cây cuối cùng là một cây hạt tàn xâm xuê. F59. Cây bông này bông màu hồng nha. Rồi. Cái loại này đó mình trồng á, mình sẽ để ý là sẽ thấy nó nở bông suốt luôn á. Mình trồng mà có nắng nhiều và nở bông miết nha. Lâu lâu mình rải phân cho cây. F59. Cây này có giá 100.000. Cây mang mã số 59 được chào giá là 100.000. Cũng là kết thúc cái lô hàng chào giá ngày hôm nay. Thì tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ Hoa Sứ Ngọc Thanh để cho phía nhà vườn có động lực để lai tạo nhiều cái giống cây đẹp giá phù hợp, chia sẻ cùng các bạn yêu Hoa Sứ trong cả nước. Rồi Thanh ơi, con chào khách đi con. Dạ, chào chú Năm và xin chào cô chú bác anh chị. Xin kính chúc cô chú bác anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Mong nhận được sự ủng hộ của cô chú bác anh chị. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.